đội hình chó giải cứu động vật của em tăng lên 4 bạn. Sáng 3 giờ em dậy nấu đi nồi cơm cho tụi nó ăn. 5 giờ là xuống sông. Hôm nay chúng ta có chương trình là được chị Bích Thanh nhờ đi phóng sanh nha mấy đứa. Nấu cơm cho ăn nè. Xong rồi đi làm á, chứ phải ăn không rồi ngồi rồi nha. Đó. Giờ là không có rái cá bên cạnh thì huấn luyện chó làm chó cá để đi giải cứu động vật trong rừng nước. Đầu Lucky bữa nay nghe lời chưa? Lucky sit. Yeah. Lucky shake hand. Lovely shake hand. Honey shake hand. Yeah, honey cũng biết shake hand hả? Ai dạy honey vậy? Biết sẵn luôn hả? Ghê ta. Lucky shake hand. Giỏi quá vậy ta. Lucky cũng giỏi quá. Cho mọi người coi hàm răng cá mập Marco coi. Trời ơi, hàm răng cá mập Marco nó khủng khiếp thật.